So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm theo yêu cầu anh nha. Cứ gào thét là M16 đi thì hôm nay có M16 cho anh em đây. Thì ui giời, giặt thế nhỏ, vừa vào game mà gì mà giặt thế nhỏ. Rồi, không biết là có la liếm gì không nhưng mà cái khẩu M16 này hơi là fail anh em ạ. Táp nó cũng giặt vai cả rái ra chứ đừng nói là sấy anh em ạ. Rồi, cứ bình tĩnh thôi, cho chúng nó đi trước đây. Rồi, hay quá nhờ. Chứ chị đã liếm được người kìa, cứ từ từ bắt người thôi. Bò mắt thôi cho bạn đấy. Ôi trời ơi, mẹ bạn đầy ma như kiểu nhà không có ai nhỉ. Rồi ai là chơi 21 kìa, làm sao chơi chơi dén ngang ngay bạn, chơi 21 phát dén ngang ngay. Mình yếu rồi nhưng mà mình vẫn hổ báo lắm. Rồi xuống A rồi này, chiếm A luôn rồi này. À, anh ơi, ôi trời ơi, cho bạn này. Ừ, nó cho bạn đúng không? Ừ, mày ôi thế mà đéo bay kìa, thật yếu lắm luôn này này. Từ, khẩu này táp xa không ổn lắm. Thằng kia thể yếu lắm luôn. Thôi ra, đấy, chơi. Ui kìa, ô, lại bỏ không chết rồi. Trước mặt sau này. Vừa nghe phốt xong, không biết là phải phốt đồng đội mình hay không nhưng mà hình như là như thế các bạn. Rồi thằng kia nó bắn đi, ở chợ đây thật đấy, đấy, ô, chạy đâu bạn? Chạy đi đâu ấy bạn? Ồ, vội thế. Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải M16 em của em đây. Rồi, đấy, ui trời ơi, hợp đầu tưởng không là liếm thì cũng là liếm được 3 thằng anh em ạ. Bù lao bù lếu chúng tôi à. Rồi táp thôi anh em ạ, thấy là mùa mát đấy. Đã cố gắng bắn nhiều kill nhất có thể nhưng mà chết nhiều anh em đừng chửi nha. Phục vụ anh em tận răng mà anh em thấy chết nhiều trời là không được rồi. Rồi. Ô cái gì đấy? Ô cái gì mày? Mẹ lao ra như một vị thần ạ. Ô đưa. Bắt này mình cầm bom nhỉ. 3v3. Rồi, cứ bình tĩnh thôi, không việc gì vội cả. Rồi, bạn nó chết đâu kìa? Không thấy gì. Trái này. Ôi giời ơi, bắn trước dính hai viên để nó quay lại nó đấm so. Mẹ súng mới ống thế này cũng được rồi. Yếu rồi anh ơi, 69 rồi. Má là cày chứ nhổ. 69 là mà không ăn được nữa thôi ấy. Không còn cái phát nào để mà ăn nữa. Nhặt bom vào A đặt bom luôn. Đặt bom là nó phải về gì phải tìm nó làm gì cho khổ nhỉ, trăm máu trăm giáp. Ô kìa. 50 giây. Bố này có vẻ chơi chắc lắm. Thằng này khả năng núp trong xe A rồi. Xe A sân A nghi lắm. Nghi lắm anh em ạ. Về B là đúng bài đấy anh em ạ. Ừ, về B là đúng bài luôn đấy. Đã lâu lắm mới nhìn cái quả quắm Royer này anh em ạ. Ừ, lâu lắm rồi. Từ cái thời chơi xếp L giờ anh em ạ. Nó tính ra nó phải tầm 3 năm rồi anh em ạ. 3-4 năm rồi. Rồi. Giờ thanh niên này có làm ăn gì không? Thanh niên này cũng đúng kiểu dân cày. Súng toàn đồ free thôi. Giống hệt mình ngày xưa anh em ạ. Từ lúc mua được con ác nó có ít súng VIP một tí thì nó mới không khá hơn. Bạn nó kìa. Lại bóng chết. Ôi giời, bắn thế này thì chết tôi rồi. Hiếm. Rồi. Lại bảo là không ăn được nó đây thôi ấy. Thế mà nó làm 3 anh em ạ. Ô mọi nhìn ngáo ngáo mà. Ba cả nồi quả đó chìa lưng cho bắn vào còn không chết nữa thì cũng nhiều kiểu gì anh em ạ, không nhiều kiểu gì. Rồi tiếp tục lên A thôi, lên A anh em ơi. A đi từ nha. Có này nó đẩy mít anh ơi, nó đẩy mít chứ bạn này. Ừ con mẹ mày, thôi mày xong tao rồi mà muốn à. Ai à. Ui mẹ nó thấy mình luôn ạ. Chú 75 rồi mà mấy thằng kia bắn không mất máu à. Ui, mình thấy nó móc mít mà mình bò ra. Ui, giờ bố này móc. À nó. Ôi. Móc lốp để nó bắn chết đấy. Đồng đội này thì dở rồi. Đồng đội kiểu này chết rồi, toang rồi. Nào. Rồi. Thế kia này là liếm nó cứu sau kìa. Ôi, thật chết rồi, dậy. Ôi, nó một kêu kìa. Ừ, mẹ, lên quanh nó cũng liếm được hai anh em ạ. Ảo thật đấy. Mẹ, thánh nhân đãi kẻ khổ khờ nhau ạ. Mình chơi mẹ
không phải là hay đâu, nhưng mà mình khôn vãi đái ra mà cuối cùng mẹ vẫn quẳng, ừ thế thì dị chứ. Rồi, có những thằng nó chạy như bot thì nó lại sống cũng nó su cả na cho anh em. Nào thật sự. Ở đây là táp không thôi mà cái tâm nó cũng mẹ muốn rơi ra khỏi cái đầu nòng súng luôn anh em ạ. Mẹ kinh thật. À luôn này à, nhưng mà đi chậm thôi xem nào. Mẹ chạy như này thì ai mà đỡ nổi. Rồi nhảy xuống, ôi nhảy xuống đây thì mình xin nhảy xe mít nhỏ thì mình xin. Ô nhắm lửa cơ à. Khá đấy nhỏ. Bỏ bắt luôn đi cái mày. Kiểu gì cũng có. Trái hoặc phải thôi. Rồi không có rồi. Cho bạn cho bạn. Ồ chạy đâu bạn? Chạy đâu? Ồ yếu rồi yếu rồi. Thầy yếu rồi, con thằng cuối thằng cuối. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Ồ yếu rồi chạy à. Mày thằng khốn nạn nào nó liếm mất cái A của mình rồi anh em ạ. Sau 2-3 hiệp chết ngu thì cái gì đến nó cũng sẽ đến. Mẹ thằng bên kia nó liếm kinh thế nhồ. Mất mẹ A rồi anh em ạ. Rồi 4 hiệp đổi phe, phát này mình sẽ ra bên thủ. Bên thủ thì chắc nó sẽ là ok hơn đấy. Rồi cái gì mà đi đông thế. Đây hướng dẫn anh em bung cái thùng này đó, thấy không? Đi nhẹ xong là chĩa chĩa kiểu đúng như này đó. Nhảy cứ đi nhẹ vào gần đến nơi nhảy phát lên là nó tự nó lên thôi, không cần cái gì phải nhảy cả. Cái thùng này thì mình chưa nhảy được. Thùng này nó kiểu gì ấy. Mà rõ ràng là hai cái thùng nó như nhau nhá. Ờ mà cùng một cái cách nhảy, cùng một người mà thì đéo nào cái thùng ngoài này nhảy phát một với cái thùng trong nhảy giống cặc anh em ạ. Nhảy mãi đâu lên. Rồi mít này, mít bắn nhau này. Ừ, ngày mai. Chạy đâu, chạy. Ây da, đau. Đau. Mình định táp nó nhưng mà nó sấy kinh quá, mình phải sấy ngược lại anh em ạ. Mày chết giữa tường ngay. 4v1. Rồi. Mà dạo gần đây lại Covid lại Covid rồi anh em ơi, khổ mẹ. Mấy nữa không biết lại chắc lại cạp đất mà ăn. Không biết là anh em đã tiêm đủ 4 mũi chưa. Tầm này mà chưa tiêm mũi nào thì đúng là súp con mẹ nó hero luôn anh em ạ, super hero luôn. Rồi. Phát này không thằng nào đi hiểm ma. Ừ. Thế thì mình đi thôi, lộc lá. Còn đấy fan các bạn, còn này có phiên bản Royal nữa. Nhưng mà mình không có. Nếu có là cũng bán đấy các bạn, có bán đấy. Mấy khẩu di dị này mình cũng khá là thích chơi. Tuy là hơi đi gọi là bot kill cho địch chứ mà vẫn vẫn máu anh em ạ. Có này. Trong xe. Ừ, con mèo này. À, và đặt bom. Đặt bom thùng ở máy. Rồi. Mặt có luôn này. Ôi giời ơi, mẹ lại sọ kìa. Mẹ là cái thằng kia đặt bom là cũng chí lớn đấy anh em ạ. Quả đây mà không có thằng kia can thiệp là mình mẹ bung lên mình gỡ bom thì cũng là ố rè luôn anh em ạ. Nhưng mà người tính bằng trời tính lại đấm sọ nó mới đen chứ. Khốn nạn thật sự. Rồi cố gắng chốt hiệp này anh em ơi. Chốt. Ô chốt là bỏ mẹ đây. Bắn kiểu này chứ bạn này. Ôi ôi cái gì vậy bạn? Ô ba lại tự nhiên như ở nhà bạn không thèm check hẻm check mít trước. Ồ còn không thèm đi chậm cơ. Rất gì vào này nọ. Bê anh em ơi, khả năng anh bê. Ôi ôi đau thế nhỏ. Ây à, thằng nóng của mình có thằng nóng của mình con mẹ đâu. Từ nha. Từ các anh ơi, giờ mới chết lại em đâu. Mẹ là bê rồi. Nơi có thằng bắn gãy viên đạn và đít mình các bạn. Chắc chắn là còn luôn. Rồi, 1-3 thế thì cút rồi đấy. Tưởng là 5-2 nhưng mà khả năng là phải là 5-3 hoặc 5-4 rồi. Mẹ cái thằng kia nó bắn vào đít mình xong giờ lại đi đâu ta? Ảo thật đấy. Ôi rồi vẫn là la liếm. Vẫn cứ là la liếm anh em ơi. Nào, đâu mày đâu? Có khi chốt được chứ đùa đâu trong mặt này. Còn ai à, thằng này nửa cây rồi. Ôi giời ơi đi nhá bạn. Còn cuối chắc. Đâu? Không thấy. Ừ, không nghe động tĩnh gì. Ừ, ngon mẹ. Ôi giời ơi, thằng này khả năng là cái thằng lúc ở mít nhỏ nó bắn vào đít mình ấy, nhưng mà nó treo có sao anh em ạ. Hay là nó bị văng. Ừ, hay là bà già ganh. Ừ, mọi người lắm anh em ạ. Rồi và rất cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip. Đừng quên lại cho mình một like và subscribe. Nhớ chuông nhận thông báo clip mới nhất của mình nha.
Right.